Những năm qua, cán bộ và người dân sống và làm việc tại trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nằm bên chân đồi, lại nơm nớp nỗi lo sạt lở mỗi mùa mưa đến. Theo đó, sau đợt mưa bão năm 2020, một phần của quả đồi phía sau trụ sở thi hành án huyện Nam Trà My bị sạt lở. Hiện khu vực này đã được kè chắn đất. Tuy nhiên, một dãy trụ sở làm việc gồm huyện ủy, ủy ban, tòa án, công an kéo dài gần 1 km đang nằm trong vùng nguy hiểm. Trên quả đồi cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nếu xảy ra trượt lở đất. Đây cũng là khu vực có đông dân cư sinh sống. Phía sau của cái hộ gia đình tôi thì cái đồi vẫn còn cao, cho nên mong muốn ở đây không phải là riêng tôi mà cũng nhiều người là muốn là được kè cho nó an toàn hơn so với hiện tại. Thì hiện tại là cái khu này vẫn chưa được kè, cho nên là muốn kè vừa sạch đẹp mà vừa an toàn cho những người dân sống ở đây. Trước việc này, huyện Nam Trà My cũng tính đến phương án di dời trung tâm hành chính. Tuy nhiên, đối với một huyện miền núi cao, việc tìm ra quỹ đất để xây dựng là rất khó và gây ra lãng phí. Do đó, giải pháp tối ưu là xây dựng kè chống sạt lở kết hợp hạ thấp quả đồi để có quỹ đất dự trữ bố trí di dời tái định cư. Theo cái dự toán mà kể cả cái bờ kè với cả cái khu dân cư trên đó thì cỡ trên 350 tỷ, do đó nguồn kinh phí cũng rất là lớn. Nhưng mà trước mắt thì cũng mong muốn tỉnh là hỗ trợ làm cái bờ kè trước khoảng 70 tỷ, do đó mà để làm sau đó, để chứ còn một lúc là kinh phí cũng quá nhiều. Việc đầu tư kè chống sạt lở đất là rất cần thiết và cấp bách, bởi khu vực này chủ yếu là đồi đất, đất sản xuất, đất trồng cây lâu năm nên không có tác động. Ngoài ra sẽ bảo đảm điều kiện làm việc của khu hành chính tập trung, ổn định tâm lý của cán bộ và nhân dân.